Em xin chào tất cả các bác. Trước mặt các bác và anh em đây là một cục đẩy 4 kênh công suất lớn siêu khủng các bác nhé. Model là MA1300 đến từ thương hiệu Martin Audio London. Công suất đạt chuẩn là 1300W một kênh ở trở kháng 8 ohm. Con này thì hôm nay em gửi về Chí Linh Hải Dương các bác nhé, thị xã Chí Linh Hải Dương cho một bác khách hàng của bên em. Mẫu đẩy này thì chơi sự kiện thì quá ok rồi. Bác này bác làm sự kiện đám cưới thì chơi con này thì quá là ok luôn. Với 1300W một kênh này thì anh em có thể đánh ra một cặp bát 40 mỗi một kênh này. Đấy, một cặp bát 40 hoặc là mỗi kênh đánh cặp 30 anh thoải mái luôn. Hàng này thì nó quá là bền bỉ luôn các bác nhá. Phải nói là quá là bền bỉ luôn. Độ bền thì phải nói là rất ok. Đấy, và anh em để thấy này, đây là mẫu đẩy được thiết kế size 3U. Size 3U. Thiết kế mặt rất là đẹp đúng không ạ? Con này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Bán phải đến cả vài trăm chiếc rồi, rất là nhiều các bác nhá. Đấy, ok chưa ạ? Sử dụng chiếc áp bi vặn rất là nhẹ, hàng đẹp, sử dụng là 4 quạt anh em nhé, 4 quạt làm mát, 2 quạt đằng trước và 2 quạt đằng sau, và lên tới là 80 sò anh em nhé, 80 sò là JVK. Thì mẫu đẩy này các bác chơi đánh súp cũng được mà đánh full cũng được, ok ạ. Vì nó sử dụng mạch la hát thì anh em phải đánh súp thì nó cũng rất lực, mà đánh full thì tiếng nó rất là sáng. Cân nặng cục đẩy này thì nó khoảng tầm 43 kg các bác nhé, từ 42 đến 43 kg. Hàng đẹp cho tất cả các bác, bảo hành lên tới là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng tháng đầu tiên. Anh em để thấy hình thức để thiết kế rất là đẹp này. Con này mặt đúc thiết kế rất là đẹp anh em nhé. Đánh thoải mái những cái dòng line array, bát 30, bát 40, thậm chí đánh cả súp kép 50 luôn. Ok chưa? Đánh cả súp kép 50 luôn. Hàng này thì quá chất luôn. Ok chưa? Và cái chiều sâu cục đẩy này thì nó khoảng tầm 60 em nhé. Chiều sâu cục đẩy khoảng tầm 60 cm, ok chưa? 60 cm. Đó. Ở đây nó có hai cái lỗ tai để cho anh em bắt ốc vào tủ âm thanh. Đó. Thì bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc đây, lấy nhạc trực tiếp từ máy tính nhá, cắm thẳng vào đằng sau cục đẩy, ok, cắm vào cổng số 1 và cổng số 3, em gạt chế độ panel, ok chưa? Gạt chế độ panel. Đấy, và đánh ra 4 loa, đánh ra 4 loa. Đấy, thì anh em nghe nhé. Em sẽ test từng kênh một cho các bác. Con này đánh hay lắm, tiếng rất là sáng. Ok chưa? Rất là bạo lực. Vặn rất là nhẹ, hơi nhích lên một chút, nghe đã chất rồi. Đấy. Ở đây nhá, vặn kênh 1. Anh em thấy này, vặn kênh 1 nó sẽ ra cả kênh 2 nhá. Em đang để chế độ panel mà. Vặn kênh 3 thì nó sẽ ra cả kênh 4. Ok chưa? Vặn kênh 1 nó sẽ ra cả kênh 2, vặn kênh 3 nó sẽ ra cả kênh 4. Anh em thấy không? Đèn tín hiệu nó ra cả kênh 4 này và cả kênh 2 này. Ok, chỉ cần mở hai kênh này thôi nhá. Chỉ cần mở hai kênh này thôi là nó ra cả kênh 3 và kênh 4. Quá ok luôn đúng không ạ? Rất là lực. Anh em thấy chất chưa? Nếu như các bác mà muốn ấy, về anh em mà muốn đấu từng kênh riêng biệt nhá, thì chúng ta phải sử dụng một cặp dây cao lông nhá. Anh em sẽ đấu linh. Đây, anh em sẽ đấu linh như này cho em. Đấu linh. Chúng ta sẽ không để chế độ panel nữa nhá. Đây, em sẽ rút ra. Thì anh em sẽ để sang chế độ stereo, gạt ra giữa để chế độ stereo. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ linh nhạc tín hiệu từ cổng AB này. Đó, AB đúng không ạ? Thì ở dưới đây nhá. Đây, em rút ra cho anh em xem, ở dưới đây nó có cổng linh này. Nó có cổng linh 1 2 này. Anh em cắm linh sang cổng 3 4. Sang cổng CD này nó sẽ ra 4 loa riêng biệt. Ok chưa? Vừa rồi em đấu sang cổng panel là để chơi một phát ra 4 loa luôn. Đây, bây giờ em sẽ test lại cho các bác đánh từng kênh riêng biệt nhé. Kênh A nhé. Ok chưa? Kênh B này. Ok chưa? Đó, bây giờ mở kênh A cũng ra kênh B nữa rồi đúng không ạ? Đó, vặn kênh B này. Ok chưa? Đó, vặn kênh A này.
rất là lực. Ok chưa ạ? Bạo lực luôn, con này đánh rất là hay. Đó. Tiếp theo nhá, tét kênh C kênh D này. À, tét như thế này thì quá là kỹ rồi. Gửi về Chí Linh Hải Dương thì gần đây thôi. Con này thì quá là kỹ, tét này thì quá là ok luôn cho bác này. Kênh D này. À, kênh C này. Cái này vẫn đang để chế độ Paranel thì phải. Em xem nào. Vẫn đang để chế độ Paranel. Đấy, bây giờ mới là được anh em nhé. Kênh C này. Kênh D này. Ok chưa? Đấy, nó phải như thế này nhá. Như thế này thì mới là từng kênh riêng biệt. Đấy, và anh em mà muốn đánh ra 4 kênh riêng biệt nữa, đánh ra 4 loa liền lúc thì bắt buộc nha, các bác phải có thêm cặp dây cao lông nữa như em vừa rồi hướng dẫn đấy, là link từ cổng AB link sang cổng CD thì nó sẽ ra 4 kênh riêng biệt. Ok chưa? 4 kênh riêng biệt. Đó. Martin MA300 hiện tại BM đang bán với giá là 10.500.000 đồng. Và bác khách này bác đã cọc cho BM là 500.000 đồng rồi nhá. Anh em có thể thấy đánh quá là hay luôn. Con này đánh thì quá trâu bò luôn, rất là ghê gớm em nhá. Uy lực mạnh mẽ và rất là bền bỉ. Anh em mà quan tâm đến mẫu đẩy đẹp như thế này, liên hệ trực tiếp với bên em để được tư vấn kỹ hơn. Hàng sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng tháng đầu tiên. Ngay bây giờ em sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn anh đã tin tưởng và mua hàng của bên em. Xin chào và hẹn lại các bác ở những video tiếp theo ạ.